Trong tập trước, nhóm tu sĩ Lục Ma Châu do Vân Không cầm đầu muốn ngưng tụ đan hải, dùng nó để kích nổ, phá vỡ trận pháp bảo vệ của Thiên Ngưu Châu, giúp chúng thuận lợi tiến vào. Vương Lâm lúc này vô tình bị chúng phát hiện ra vị trí và truy sát. Để trả thù, Vương Lâm liền giở trò, khiến đan hải nổ tung ngay tại chỗ, khiến nhóm tu sĩ kia sớm được đoàn tụ cùng tổ tiên, còn bản thân Vương Lâm cũng phải rất chật vật mới giữ được mạng. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. 10 ngày sau, thân ảnh Vương Lâm xuất hiện ở bên ngoài sơn môn của Đại Hồn Môn. Trong tích tắc khi hắn xuất hiện, lập tức có mấy đạo cầu vồng gào thét lao ra. Vương Lâm cũng cảm thấy Đại Hồn Môn lúc này dường như mông lung, toàn bộ đều vặn vẹo, cả phiến thiên địa này giờ đây vặn vẹo, tỏa ra từng luồng sát khí. Sát khí này cũng không phải nhằm vào hắn mà là một phần của hộ môn đại trận của Đại Hồn Môn. Do thiên địa vặn vẹo nên từ ngoài không thể nhìn rõ bên trong, nhưng Vương Lâm mơ hồ cảm nhận được bên trong Đại Hồn Môn lúc này như núi lửa chuẩn bị bạo phát, có chút áp lực. Chẳng qua ánh mắt Vương Lâm đảo qua một chút liền không thấy nữa, có lẽ là thật, có lẽ là ảo giác của hắn. Mấy đạo cầu vồng bay tới gần cũng tồn tại vẻ cảnh giác và sát khí. Chẳng qua trong nháy mắt khi nhìn thấy Vương Lâm, sát khí của đám người này mới từ từ tiêu tán, nhưng vẫn cẩn thận như trước, hóa thành 7 đạo cầu vồng dừng lại trước người Vương Lâm. Trong 7 người này có 2 trưởng lão của Đại Hồn Môn, còn lại là 5 đệ tử nội môn. Vương trưởng lão, đắc tội. Một trưởng lão trong đó đã từng gặp mặt Vương Lâm một lần, chính là người đứng xem Vương Lâm đấu với Viêm Loan. Lục Ma Châu đánh tan màn chắn của Thiên Ngưu Châu chúng ta, lão tổ có lệnh, tất cả những người xuất ngoại trở về, bất luận là trưởng lão hay đệ tử cũng phải kiểm tra kỹ càng mới có thể cho vào tông môn. Trưởng lão nọ ôm quyền, chậm rãi nói. Một trưởng lão khác cũng ôm quyền với Vương Lâm. Bọn họ từ khi chứng kiến Vương Lâm liên tục vượt qua 2 tầng 7-8 của tàng hồn các thì đều không muốn đắc tội với hắn. 5 đệ tử bên cạnh 2 người này cũng đều cung kính cúi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Lâm. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chân thân của Vương Lâm. Không sao, lúc này có chiến sự, đúng là phải làm như thế. Vương Lâm nghe vậy mỉm cười gật đầu, không để ý lắm. Thấy Vương Lâm mỉm cười, 2 trưởng lão nào mới thầm thở phào một hơi. 2 người này nếu không buộc phải như vậy thì cũng chẳng muốn gây khó khăn cho Vương Lâm. Nếu bởi vì mệnh lệnh của tông môn mà gây sự với người này thì đúng là không đáng giá. Lúc này thấy Vương Lâm rất phối hợp, 2 người vẻ mặt vui mừng hẳn lên, trong lòng thầm có ý kết giao. Vậy xin mời Vương trưởng lão xuất ra lệnh bài. Sau đó đưa lên lệnh bài một dấu ấn truyền tống trận và một giọt máu tươi để kiểm chứng. 2 trưởng lão ôm quyền, một người mở miệng nói. Vương Lâm gật đầu, tay phải giơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức trong tay hắn xuất hiện lệnh bài khi hắn tiến vào tàng hồn các lúc trước. Ở trước mặt 2 người, Vương Lâm để lại một đạo thần thức và một giọt máu tươi từ đầu ngón tay lên đó, vung lên cho lệnh bài bay thẳng về phía 2 trưởng lão này. Một người trong đó nhận lấy, tay trái bắt quyết điểm một cái. Lập tức trận pháp hộ môn của Đại Hồn Môn ầm ầm chấn động, hình thành một luồng uy áp bao phủ cả thân thể Vương Lâm, quét qua thân thể hắn. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn cảm nhận rõ ràng luồng uy áp của trận pháp này cực kỳ quỷ dị. Nó có tác dụng chủ yếu là thanh trừ thần thức và nguyên thần khác tồn tại trong cơ thể Vương Lâm, thậm chí trong nháy mắt khi bao phủ thân thể còn mơ hồ phán đoán mức độ dày đặc của nguyên thần, thông qua việc này mới phán đoán được thân phận của mình. Cùng lúc đó, luồng uy áp này đảo qua thân thể hắn, sau đó bao phủ lên lệnh bài thân phận kia, đồng thời nghiệm chứng, lúc này mới từ từ tán đi. Cho tới giờ phút này, thần sắc 2 trưởng lão kia mới hoàn toàn thư giãn, trả lại lệnh bài thân phận cho Vương Lâm. Một người cười nói, Vương trưởng lão xin đừng trách, giờ có thể thông qua trận pháp trở lại tông phái rồi. Chúng ta mang nhiệm vụ, còn cần ở lại tọa trấn, không thể đồng hành, mong Vương trưởng lão tha thứ cho. Tính cách của Vương Lâm, nếu người ta khách khí với hắn thì hiển nhiên hắn cũng vậy. Mà hắn trong động phủ giới đã từng là một đại nho, trên người hiển nhiên có một luồng khí chất kỳ dị. Mỉm cười hướng về phía 2 người ôm quyền, đang định rời đi, đột nhiên hỏi, có phải trong tông phái gần đây phát sinh chuyện gì hay không? 2 trưởng lão kia đưa mắt nhìn nhau, một người thấp giọng nói, 7 ngày trước, có một tu sĩ Lục Ma Châu lẻn vào trong Đại Hồn Môn, bị Đông Đức trưởng lão phát hiện ra rồi đánh chết. Việc này khiến lão tổ tức giận, sau đó mới, nói tới đây trưởng lão này cười khổ, ôm quyền rời đi. Vương Lâm trầm mặc, thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cầu vồng bay vào trong Đại Hồn Môn, tiến vào bên trong tông môn. Cảm giác áp lực lúc này lại càng mãnh liệt, bên trong Đại Hồn Môn tràn ngập những đạo cầu vồng. Đám đệ tử nhanh chóng phi hành trong thiên địa, tới lui trong các ngọn núi tại tông môn khổng lồ này. Cả đám tài liệu luyện khí khổng lồ, có lẽ bởi không thể đưa vào trong không gian trữ vật nên rất nhiều tu sĩ đang vận chuyển đi tới các ngọn núi. Còn cả mấy ngọn núi trồng thảo dược lúc này cũng có rất nhiều đệ tử đang thu hái, đưa tới những trưởng lão chuyên luyện đan, luyện ra một lượng lớn đan dược. Trong rất nhiều ngọn núi truyền ra những tiếng ong ong. Đám trưởng lão giờ phút này hầu hết đều đã bế quan tu luyện, cố gắng để bản thân bảo trì ở trạng thái đỉnh phong, có thể chấp hành nhiệm vụ của tông môn. Tất cả các ngọn núi của Đại Hồn Môn lúc này, trừ Viêm Mạch Phong của Vương Lâm đều như vậy, chỉ có Viêm Mạch Phong của hắn là im lìm không chút tiếng động. Ánh mắt đảo qua ngọn núi của mình,
Vương Lâm thấy Phản San Mộng vẫn đang khoanh chân ngồi trong động phủ, không nhúc nhích. Vương Lâm hơi trầm ngâm, tay áo vung lên, không cất bước về ngọn núi của mình mà đi thẳng tới Thanh Thiên Phong của Thanh Ngư lão tổ, ra mắt Vương trưởng lão. Đệ tử Đạo Liệu Phong tham kiến Vương trưởng lão. Tàn Thiên Phong đệ tử ra mắt Vương trưởng lão. Cả đường đi hễ đệ tử tông môn nhìn thấy Vương Lâm đều dừng thân, ra mắt hắn rồi mời tiếp tục nhiệm vụ. Vương Lâm không ngừng bước, sau khi gật đầu liền hóa thành một đạo cầu vồng gào thét, lao vút đi. Tu vi của hắn không tầm thường, lúc này toàn lực phi hành khiến cho rất nhiều trưởng lão trong tông môn chú ý, nhưng thần thức bọn họ vừa đảo qua một cái, khi thấy Vương Lâm liền lập tức tiêu tán đi. Không bao lâu sau, phía trước Vương Lâm đã có thể thấy được Thanh Thiên Phong ở xa xa. Thân thể Vương Lâm thuấn di một cái, trực tiếp xuất hiện bên ngoài Thanh Thiên Phong, ôm quyền hướng về ngọn núi này bình tĩnh nói, Vương Lâm cầu kiến Thanh Ngưu chân nhân. Thanh Thiên Phong lúc này trong mắt Vương Lâm có chút bất đồng, giờ phút này nó được bao phủ bởi một vùng sương mù xanh mờ ảo. Trong nháy mắt khi lời nói của Vương Lâm truyền ra, sương mù quay cuồng, lập tức tạo thành một lồ hồng. Vào đi, giọng nói của Thanh Ngưu chân nhân mơ hồ truyền ra, Vương Lâm không chút do dự, bước thẳng vào trong lồ hồng kia. Sau khi hắn tiến vào, sương mù liền lấp đầy lỗ hồng, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, theo sương mù này đi tới đỉnh của Thanh Thiên Phong. Hắn thấy Thanh Ngưu chân nhân đang ngồi đả tọa trên một tảng đá xa xa. Trong lòng bàn tay hắn có một người tí hon ngưng thật giống như nguyên thần đang hướng về phía Thanh Ngưu chân nhân vái lại. Vương Lâm đứng bên cạnh nhìn người tí hon trong bàn tay Thanh Ngưu chân nhân, không nói lời nào. Một lát sau, người tí hon kia sau khi vái lại ba lần, thần sắc đã có vẻ uể oải thì Thanh Ngưu chân nhân liền nắm tay lại, khiến kẻ này biến mất. Ngọc giản của người ta đã thu rồi, việc này ngươi đã lập được đại công. Thanh Ngưu chân nhân chậm rãi mở đôi mắt, mỉm cười nhìn về phía Vương Lâm. Lục Ma Châu nhiều lần mạo phạm chém giết vào Thiên Ngưu Châu ta, lần này lại trả giá đắt như vậy, không ngờ bọn chúng lại có thể tìm được phương pháp luyện hóa đan hải. Việc này trong thời gian ngắn sợ rằng không thể chấm dứt, mà tam đại tông môn của Lục Ma Châu đó có ba lão già tu vi cực mạnh, tương đương với ta. Nhưng việc này cũng không sợ, một mình ta có thể đánh với hai người bọn chúng. Trong mắt Thanh Ngưu chân nhân lộ hàn ý, chủ động nói những lời này. Hiển nhiên vừa rồi hắn dùng hồn diễn đạo tính toán ra hình như không lạc quan mấy. Thần sắc Vương Lâm như thường, khoanh chân ngồi đối diện với Thanh Ngưu chân nhân, đột nhiên mở miệng nói, ta muốn đa trọng huyễn thuật trên tầng thứ 9 của tàng hồn các. Ánh mắt Thanh Ngưu chân nhân sững lại, trở nên trầm mặc. Tầng thứ 9 của tàng hồn các chứa những thuật thần thông mạnh nhất trong đại hồn môn, vốn truyền cho Vương Lâm cũng không sao, nhưng lão tổ đời đầu tiên đã từng nói, Vương Lâm phải 300 năm sau mới tiến vào được tầng thứ 9 này, tàng hồn các có 10 tầng. Vừa trầm ngâm, Thanh Ngưu lão tổ bỗng nhiên nói, thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhưng con ngươi hai mắt cũng hơi co rút lại, tầng thứ 10 ngay cả ta cũng không vào được, tầng này các đời đại hồn môn ta chỉ có lão tổ đời đầu tiên có thể bước vào, nơi đó là nơi người qua đời. Thanh Ngưu chân nhân từ từ mở miệng, sau khi nói xong liền một lần nữa trở nên trầm mặc. Vương Lâm cũng trầm mặc, hắn suy đoán không ra mục đích của Thanh Ngưu chân nhân khi nói những lời này. Hồi lâu, ước chừng qua thời gian một nén nhang, Thanh Ngưu chân nhân nhìn bầu trời phía xa, lại mở miệng lần nữa, công lao của ngươi còn chưa đủ để có được đa trọng huyễn thuật đầy đủ trên tầng thứ 9. Tay phải Vương Lâm giơ lên phất một cái, lập tức trong tay có thêm một ngọc giản, đưa cho Thanh Ngưu chân nhân, có thêm nó đủ rồi chứ? Thanh Ngưu chân nhân nhướng mày, nhìn Vương Lâm một cái, tiếp lấy ngọc giản kia, thần thức tràn vào, vừa nhìn một cái, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu liếc nhìn Vương Lâm một lần nữa rồi lại ngưng thần xem xét thông tin trong ngọc giản, cho đến khi xem xét xong tất cả thông tin khi Vương Lâm chạm tiên đan, Thanh Ngưu chân nhân hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lập tức có vẻ kỳ dị, với tu vi của hắn đương nhiên biết tất cả mọi thứ ghi trong ngọc này đều là chân thật. Kết hợp với những tin tức bản thân mấy ngày nay tính toán biến hóa trong thiên địa và những thông tin do thám tử báo về, hắn đã hoàn toàn có thể liên kết tất cả mọi chuyện diễn ra trong đan hải. Nhất là giờ phút này thương thế của Vương Lâm dù đã khôi phục 8-9 phần nhưng vẫn còn một tia tồn tại, trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn khỏi hắn. Hết thảy mọi chuyện đều nói rõ thông tin trong ngọc này giản là chân thật. Tốt, tốt, tốt. Thanh Ngư chân nhân cầm lấy ngọc giản cười lớn, tay trái vung lên, lập tức một luồng lực lượng thiên địa xung nhập vào bên trong thân thể Vương Lâm. Những tiếng bùng bùng vang lên trong cơ thể hắn, thương thế của Vương Lâm lập tức khỏi hẳn. Lần này ngươi đã lập đại công rồi, đại hồn môn ta nhất định phải thường đa trọng huyễn thuật trong tầng thứ 9 ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Ánh mắt Thanh Ngưu chân nhân lấp lánh nhìn Vương Lâm, càng nhìn hắn lại càng thầm coi trọng Vương Lâm, thầm nghĩ lão tổ đời đầu tiên không hổ là tổ tiên sáng lập ra đại hồn môn, lựa chọn người không ngờ lại có khí phách và can đảm tới mức này. Điều kiện gì? Vương Lâm cũng không bởi những lời nói của Thanh Ngưu chân nhân mà đắc ý chút nào. Hắn rất bình tĩnh nhìn đối phương, chậm rãi nói, sau khi đánh chết 10 tu sĩ Lục Ma Châu không kiếp sơ kỳ, đánh chết 3 tu sĩ Lục Ma Châu không kiếp trung kỳ, tiến vào tàng hồn các tầng 9, tầng 10, nếu ngươi làm được 3 chuyện này thì mới được rời khỏi đại hồn môn. Lời này vừa nói ra liền khiến tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn trầm mặc,
Trên đường trở về đây, hắn đúng là đã có ý muốn ở Đại Hồn Môn làm xong một chuyện rồi rời đi, lựa chọn tránh khỏi trận đại chiến này. Dù sao thì mục tiêu của hắn là Đông Lâm Tông, còn cả đạo cổ nhất mạch xa xôi kia, không thể dừng lại ở Thiên Ngưu Châu này quá lâu. Hơn nữa nơi này xảy ra chiến loạn, trong nội tâm của hắn có suy đoán, càng không nguyện để bị cuốn vào. Điểm này hiển nhiên là Thanh Ngưu chân nhân đã nhìn ra, nhưng không mạnh mẽ giữ hắn lại mà nói ra ba điều kiện này, tương ứng với ba phần lễ vật mà Vương Lâm nhận được kia. Trầm mặc rất lâu, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Thanh Ngưu chân nhân, nghiêm túc gật đầu. Đại Hồn Môn dù là có ý đồ gì thì cũng đã giúp hắn trước, với tính cách của Vương Lâm hắn sẽ báo đáp. Hôm nay lấy ba điều kiện này để báo đáp là có hơi gian nan, nhưng hắn tự nhận thấy bản thân vẫn có thể hoàn thành. Thấy Vương Lâm gật đầu, Thanh Ngưu chân nhân mỉm cười, không nói gì thêm mà vung tay áo lên. Lập tức một ngọc giản bay ra thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm tiếp nhận lấy, bên trong đúng là một trong những khâu quyết thuật pháp cường đại của Đại Hồn Môn. Đa trọng huyễn thuật đầy đủ ở tầng thứ 9. Tu luyện thuật này cần phải luyện chế quỷ phàm. Chiến sự lúc này đã bắt đầu, ta sẽ tặng ngươi toàn bộ tài liệu. Chẳng qua hồn phách mà quỷ phàm cần thì người phải tự mình chọn lựa thôi. Nếu không có cái thích hợp thì có thể đi tới quỷ phong tìm một cái. Thanh Ngưu chân nhân vừa nói, tay phải vừa chụp vào hư không một cái, trong tay liền hiện ra một vầng sáng, bên trong đó tồn tại không ít tài liệu luyện khí, đưa cho Vương Lâm. Tay áo Vương Lâm vung lên, thu vầng sáng kia lại, đứng dậy hướng về phía Thanh Ngưu chân nhân ôm quyền, xoay người bước đi. Thời gian của ngươi không nhiều lắm, 7 ngày sau ta sẽ phái ngươi và mấy trưởng lão đi tới một địa phương của Thiên Ngưu Châu trấn thủ. Lời nói của Thanh Ngưu chân nhân vang vọng bên tai Vương Lâm, hắn không quay đầu lại, hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi Thanh Thiên Phong, cả đường bay đi. Vương Lâm trở về ngọn núi của mình. Ngọn lửa bên ngoài ngọn núi này sau khi hắn rời đi giống như đã bị dập tắt, chỉ còn đỏ đậm toàn thân mà thôi. Nhưng trong chớp mắt khi bước chân Vương Lâm dẫm lên ngọn núi này, biển lửa lại một lần nữa thiêu đốt ngọn núi này, mơ hồ vang lên tiếng ầm ầm. Phàn San Mộng đang nhắm mắt lập tức mở bừng hai mắt, trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt, cắn môi dưới, đợi nửa ngày không thấy Vương Lâm gọi, trong nội tâm hơi bất an. Giờ phút này Vương Lâm không rảnh mà để ý tới Phàn San Mộng, hắn đi tới động phủ của mình, khoanh chân ngồi xuống, vầng sáng trong tay áo bay ra, điểm một cái, tất cả tài liệu chế tạo tấm bùa mặt quỷ đều lơ lửng trong động phủ. Những tài liệu này hình dáng bất đồng nhưng đều là vật chân quý, dù sao vật Thanh Ngưu lão tổ đưa ra phẩm chất cũng đều tuyệt hảo. Nhìn đám tài liệu này, tay phải Vương Lâm liền xuất hiện ngọc giản cổ kính chứa đa trọng huyễn thuật, thần thức dung nhập vào bên trong, ghi nhớ tất cả nội dung khẩu quyết này, trong đó có cả phương pháp luyện chế tấm bùa mặt quỷ. Dựa theo ghi chép của ngọc giản này, tấm bùa mặt quỷ tên là quỷ phàm, phẩm chất chia làm 5 cấp bậc: sơ, trung, thượng, cực, tuyệt. Trong Đại Hồn Môn, đệ tử hầu hết đều có quỷ phàm sơ phẩm, có thể đạt tới trung phẩm chỉ có trưởng lão hoặc đệ tử trung tâm được coi trọng, được sư tôn tặng cho pháp bảo trung phẩm mà thôi. Trong đó có tấm bùa mặt quỷ của Phàn San Mộng năm đó chính là cấp trung do Viêm Loan tặng. Nói đại khái thì quỷ phàm trung phẩm đã cực kỳ cường đại, thì triển rất tốt, không cần tu vi. Điểm này trong tay Phàn San Mộng cũng có thể thấy được. Nếu đạt tới thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm quỷ phàm, phối hợp với đa trọng huyễn thuật thì sự cường đại của nó cực kỳ kinh khủng. Còn về phần tuyệt phẩm thì luyện chế quá khó khăn, chỉ có một cái. Tấm quỷ phàm này chính là hộ sơn đại trận của Đại Hồn Môn. Trận pháp này Vương Lâm thấy cũng chưa phải triển khai tới cực hạn, chẳng qua mới mở ra một phần uy lực mà thôi. Việc này cũng ghi chép trong ngọc giản, lại có sự phán đoán của Vương Lâm, lúc này mới hoàn toàn hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Quỷ phàm cần hồn mới có thể luyện chế được, nhưng hồn này cũng không phải là tu sĩ, cũng không cần tu vi càng cao càng tốt mà là tử hồn. Vương Lâm cau mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới danh từ tử hồn này. Trong ngọc giản giới thiệu, tử hồn là người hoặc thú trong nháy mắt tử vong, bởi vì chấp niệm và không cam lòng, cũng có thể là oán khí mà hình thành một dạng tồn tại mà người ngoài không thể nhìn thấy, thậm chí không thể cảm thụ được. Nói nhiều hơn một tia cũng trở thành oan hồn vô dụng, ít một tia thì không thể ngưng tụ, cho nên rất khó có thể đạt được. Trong Đại Hồn Môn, từ cổ chí kim vô số người nghiên cứu tử hồn này, từ tìm được một phương pháp luyện chế người hoặc thú trước khi tử vong. Chẳng qua phương pháp luyện chế tử hồn này bởi vì còn chưa trải qua nhiều thời gian nên dù là người hoặc thú có tu vi thế nào cũng chỉ có thể dùng để chế tạo quỷ phàm sơ phẩm, nhiều nhất cũng chỉ là trung phẩm mà thôi. Bởi vì tử hồn này chúng nhiều nhất chỉ có thể chịu được tăng tứ trong huyễn thuật phủ lên, một khi nhiều hơn thì bản thân sẽ không thể thừa nhận mà tan nát. Tử hồn này có thể coi là một loại ý chí, chẳng qua ý chí này cường đại, trải qua nhiều năm tháng lại càng mạnh mẽ, mới có thể thừa nhận được đa trọng huyễn thuật tác động lên. Nguyên lý của nó hiển nhiên là muốn dùng luồng ý chí này nuôi dưỡng, sinh ra huyễn thuật, khiến người ta bị mê hoặc bên trong. Ý chí này càng mạnh thì huyễn thuật càng mạnh. Vương Lâm trầm mặc, chậm rãi nhớ lại kết cấu của đa trọng huyễn thuật. Ánh mắt hắn lộ vẻ than thờ, sự huyền ảo của đa trọng huyễn thuật này nếu không thấy được thuật pháp đầy đủ thì khó có thể biết được. Người sáng tạo ra thuật này nhất định là hạng người có thiên phú kinh người. Vương Lâm nhìn ngọc giản trong tay, thở dài một tiếng. Thật ra thuật pháp này có thể giải thích rất rõ ràng.
Vương Lâm còn nhớ rõ lúc mình vừa mới tiếp xúc với tu đạo, từ trong miệng người lớn trong thôn, ngẫu nhiên có thể nghe thấy một số chuyện quỷ ám. Thường thường lúc đó người nhà sẽ đi mời một số người ở huyện thành tới xua đuổi quỷ, khiến mọi người an tâm. Trong nhà Vương Lâm hắn nhớ cũng từng phát sinh ra chuyện như vậy, vốn đã hơi quên rồi nhưng giờ phút này lại bị nguyên lý của đa trọng huyễn thuật gợi nhớ lại. Quỷ ám thật ra cũng là một loại huyễn thuật, khiến người ta nhìn thấy một số hình ảnh quỷ quái, đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế, vì vậy mới có cách nói này. Nó đại biểu cho không yên bình, đại biểu cho động và loạn, nhưng nó cũng là một biểu hiện của tâm lý bất an. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên nhìn ngọc giản trong tay, cho tới sau khi hắn tu đạo, hồi tưởng lại, quỷ ám kia chẳng qua là một loại oán khí tồn tại trong thiên địa, tại một thời khắc ảnh hưởng tới tâm thần của con người, khiến nội tâm họ bất an và động loạn, tự nhiên dẫn tới ảo giác. Đây chính là chỗ trung tâm sâu nhất trong đa trọng huyễn thuật, cũng là nhờ đó mà có được huyễn thuật. Đa trọng huyễn thuật nói trắng ra đơn giản như vậy, đó là dùng phương pháp quỷ huyễn người. Có thể nói thì đơn giản nhưng trên thực tế nghĩ ra được thủ đoạn này, biến hiện tượng này thành pháp thuật thần thông, thậm chí sáng tạo ra đạo thuật thì đủ để người ta kính nể. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ minh ngộ. Trên đỉnh Thanh Thiên Phong, sau khi Vương Lâm rời đi, Thanh Ngư chân nhân ngồi khoanh chân ở đó, nhìn về phía thiên địa xa xa, một hồi lâu thì thào, giọng nói chỉ mình hắn mới có thể nghe thấy. Tiên Hoàng xuất quan không nhiều, Lục Ma Châu quả nhiên không chịu nổi nữa rồi. Lão tổ đời đầu tiên tính toán phi thường chính xác, có một chút ít thay đổi nhưng với phương thức của lão tổ lại quá mức nhu hòa, không thích hợp với cục diện hiện tại. Mục đích của Lục Ma Châu cũng là mục đích của Đại Hồn Môn, cũng là mục đích của Quy Nhất Tông. Thanh Ngư chân nhân mỉm cười, mở miệng nói: "Lữ Văn Nhiễm." Lời này vừa thốt ra, lập tức trong hư vô phía sau hắn lập tức xuất hiện một vùng sóng gạn. Từ bên trong có một nam tử trung niên bước ra, người này mặc đạo bào màu lục, tướng mạo tầm thường nhưng từ cơ thể hắn lại khuếch tán ra dao động của tu vi không kiếp trung kỳ. Người này đứng sau lưng Thanh Ngư chân nhân, hai tay ôm quyền, thần sắc cung kính: "Đệ tử Gia Mát Sư Tôn, người đã từng ở Đan Hải, đã gặp hắn chưa?" Thanh Ngư chân nhân không quay đầu lại, vẫn nhìn bầu trời xa xa, nói: "Đệ tử ngày đó cùng với Âu Dương Tuệ, còn cả Mạnh Trương Hải sư bá giao chiến với sứ giả Lục Ma Châu trong Đan Hải. Dựa theo lệnh của sư tôn, Mạnh sư bá mang theo hai người chúng ta giả vờ không địch lại, theo như tiên đoán của lão tổ đời đầu tiên mà bỏ chạy, vậy nên không gặp được người này. 7 ngày sau ngươi hãy cùng hắn đi tới đệ tam huyệt của Thiên Ngưu Châu." Thanh Ngưu chân nhân nhắm mắt lại: "Đệ tử tuân mệnh." Nam tử trung niên kia thần sắc như thường nhưng hai mắt âm thầm lóe sáng, gật đầu lui lại phía sau, hóa thành một vùng gợn sóng biến mất trong hư vô. Thời gian 7 ngày trôi qua trong chớp mắt, 5 ngày đầu Vương Lâm không rời khỏi núi mà đắm chìm trong đa trọng huyễn thuật, luyện hóa toàn bộ tài liệu luyện khí. Giờ phút này trước mặt hắn là một tấm bùa màu đen luyện chế ra theo phương pháp ghi trong ngọc giản đa trọng huyễn thuật. Tấm bùa này là do vô số tài liệu sau khi hòa tan, dùng một phương thức đặc biệt từ từ dung nhập vào, nhìn như bùa như trên thực tế chỉ là có hình dáng tương tự mà thôi. Chẳng qua vật này hôm nay còn chưa hoàn thiện, mới chỉ có thân thể chứ chưa dung hợp tử hồn. Sau khi dung nhập tử hồn thì vật này mới có thể thi triển đa trọng huyễn thuật. Vương Lâm ở trong động phủ, hai mắt lóe sáng, tay phải giơ lên hướng về phía tấm buồm chụp một cái liền nắm được nó trong tay, thân thể nhoáng lên, rời khỏi động phủ lần đầu tiên sau 5 ngày. Hắn nhớ rõ Thanh Ngư lão tổ từng nói, mình có thời gian 7 ngày, hôm nay chỉ còn 2 ngày, hắn muốn tới quỷ phong của Đại Hồn Môn, tìm một quỷ hồn dung nhập vào trong tấm buồm. Thân ảnh biến mất, lúc Vương Lâm xuất hiện đã ở bên ngoài ngọn núi đang thiêu đốt, ánh mắt đảo qua, nhìn về hướng Bắc Đại Hồn Môn. Theo bản đồ thì quỷ phong nằm ở nơi đó, không cần nghĩ ngợi, Vương Lâm lao đi, hóa thành một đạo hư ảnh bay thẳng tới quỷ phong. Ở hướng chính bắc của Đại Hồn Môn, gần rìa ngoài sơn môn có một nơi cấm địa, nơi này có sương mù vô tận bao phủ, thường ngày rất ít đệ tử lui tới, chỉ khi cần tử hồn mới có thể được sư tôn dẫn tới nơi này tìm kiếm, hoặc đệ tử trung tâm có tu vi cao thâm thì có lẽ có thể tự mình tới nơi này. Bên trong quỷ phong có lưu lại rất nhiều tử hồn mà các đời Đại Hồn Môn bắt được, phẩm chất những tử hồn này không cao nhưng lại thu được rất dễ dàng. Dù sao thì Đại Hồn Môn nổi tiếng bởi huyễn thuật, nếu không có quỷ phong này thì rất nhiều quỷ phàm của đệ tử không thể hoàn thành nổi. Vô số năm qua, dù lúc nào cũng được bổ sung nhưng tử hồn trên quỷ phong này cũng không nhiều lắm. Dù sao Đại Hồn Môn là một tông phái lớn như vậy, nhu cầu với tử hồn rất nhiều. Trong số những tử hồn này không ít đều là rất lâu trước kia được người của Đại Hồn Môn thu thập, coi như là nhiệm vụ do tông phái giao cho. Chẳng qua năm tháng đã lâu, dù trong đó ở trong đó tự tu luyện nhưng thật sự vẫn quá ít. Đại bộ phận tử hồn khi được đưa tới đây đều bị phong ấn, tạm gác lại cho đệ tử ngày sau tới lấy. Vào hoàng hôn ngày thứ 5 này, bầu trời dày đặc sương mù, thoạt nhìn hơi có vẻ áp bức. Vương Lâm xuất hiện bên ngoài quỷ phong, nhìn ngọn núi bị sương mù bao phủ, bên trong âm u, những luồng hàn khí ập tới giống như là hoàng tuyền vậy. Nhưng Vương Lâm cũng không có cảm giác gì không tốt, dù là tu vi của hắn hay là năm xưa hắn dùng ý cảnh hóa hoàng tuyền cũng đều khiến hắn di chuyển ở đây như trên đất bằng. Sinh tử luân hồi, hoàng tuyền diễn biến, Vương Lâm không xa lạ gì thứ này, bước chân của hắn không dừng lại chút nào,
đi về hướng Quỷ Phong, chậm rãi tiến vào trong Quỷ Phong. Trong chớp mắt khi tới gần, một luồng sóng gợn cấm chế như ẩn như hiện từ Quỷ Phong lan ra, tràn ngập bốn phía Vương Lâm, giống như xác nhận xem Vương Lâm có tư cách tiến vào nơi này hay không. Rất nhanh cấm chế liền tiêu tán, Vương Lâm bình tĩnh bước vào bên trong Quỷ Phong. Quỷ Phong là một ngọn núi chọc, ngọn núi này rất cao, giống như xuyên thấu cả 9 tầng trời, bên trên không có cây cỏ mà chỉ có một đám mộ. Đám mộ này dày đặc, thoạt nhìn không dưới mấy ngàn, tràn ngập cả ngọn núi này. Những luồng khí tức âm u bao phủ khiến người ta đứng ở nơi này nếu nhắm mắt lại dường như sẽ cảm nhận được những tiếng gào thét vô tận. Dù nơi này vô cùng yên tĩnh nhưng cảm giác này lại cực kỳ mãnh liệt. Vương Lâm đi qua một vài ngôi mộ, hắn có thể cảm nhận được bên trong mỗi một ngôi mộ này tồn tại một hoặc nhiều tử hồn. Những tử hồn này đại đa số đều ở trong trạng thái bị phong ấn, thỉnh thoảng có một vài chỗ những phong ấn đã lỏng ra nên có thể phiêu tán ra. Cả đường đi trầm mặc, thần thức Vương Lâm tràn ra, hướng về phía đỉnh ngọn núi đi tới. Càng đi về phía đỉnh, số lượng mộ càng ít. Cho tới khi hắn sắp đặt chân tới đỉnh thì hắn thấy một ngôi mộ không giống bình thường. Ngôi mộ này là ngôi mộ duy nhất có bia mộ, chữ viết trên bia mơ hồ, lộ ra một vẻ tang thương, giống như không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Ở dưới bia mộ là một nữ tử y phục trắng muốt, mái tóc dài đang quỳ ở đó khóc thảm thiết. Tiếng khóc này truyền vào tâm thần Vương Lâm rất rõ ràng, khiến hắn mơ hồ động tâm. Bốn phía trừ tiếng khóc này ra rất yên tĩnh, như có âm phong thổi tới, nhẹ bay một vài sợi tóc trên lưng nữ tử kia. Nhìn nữ tử bạch y này, bước chân Vương Lâm dừng lại, không tiến tiếp mà nhìn nàng, thần sắc bình tĩnh. Tiếng khóc từ từ nhỏ lại, nữ tử dường như nhận ra phía sau có người nhưng không quay đầu lại. Đây là bia mộ của ta. Một hồi lâu sau, một giọng nói âm trầm từ nữ tử mặc bạch y này truyền ra. Giọng nói này mờ ảo như vọng từ xa vọng lại, không cẩn thận thì không thể nghe rõ. Ta nhận ra rồi. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi mở miệng. Trong nháy mắt khi Vương Lâm nói, thân thể nữ tử này đột nhiên run lên, giống như định quay đầu nhưng rồi lại dừng lại, không quay đầu nữa. Ngươi có thể thấy ta sao? Ngươi có thể nghe thấy ta khóc sao? Nữ tử kia sau một lúc lâu mới nói. Có thể. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng. Trên thực tế nếu hắn nguyện ý thì hắn có thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng hồn phách nơi này. Điều này có quan hệ lớn với sinh tử bổn nguyên của hắn. Sinh và tử, tay trái và tay phải, giống nhau mà lại bất đồng. Ngươi không phải là người ta đợi, ta cũng không phải là người ngươi cần. Nữ tử kia vuốt ve chữ viết trên bia mộ, nhẹ giọng nói. Vương Lâm ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đỉnh núi. Ở đó còn có 7-8 phần mộ, tỏa ra những luồng hắc khí, tràn ngập mấy tử hồn. Trong đó có 2-3 hồn phách có thể luyện hóa thành quỷ phàm trung phẩm. Đây là những hồn phách phẩm chất tốt nhất trong Quỷ Phong này. Ta không thể tìm được thi thể của ta, ta chỉ có thể tìm được bia mộ này. Nữ tử mặc bạch y vừa nói vừa từ từ cất tiếng khóc. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, giơ chân lướt qua nơi này, đi về phía đỉnh núi, tới chỗ mấy tử hồn có phẩm chất cao. Nhưng ngay khi hắn bước đi vài bước, tiếng khóc của nữ tử kia lại thê lương hơn. Thân thể ta ở nơi này, nhà ta ở đâu, thân nhân ta ở đâu? Giọng nói của nữ tử kia truyền vào tâm thần Vương Lâm. Hắn dừng bước. Ngươi tên là gì? Quên mất rồi. Nữ tử kia vừa khóc vừa lắc đầu. Sau này gọi là Côn Hưu đi. Vương Lâm nói xong, bỗng nhiên xoay người, tay phải giơ lên vung một cái, thân ảnh nữ tử này chợt biến mất, chỉ còn lại mộ phần có bia mộ kia. Không lâu sau Vương Lâm rời đi, hắn không lựa chọn những hồn phách phẩm chất cao mà lựa chọn nữ tử mặc bạch y này. Dù hồn phách nữ tử này chỉ có thể luyện chế một quỷ phàm sơ phẩm, nhưng một câu hỏi quê hương thân nhân của nữ tử này đã khiến trái tim hắn rung động. Quá trình tử hồn dung nhập vào tấm buồm cũng không quá dài, một ngày thời gian là hoàn thành. Sau khi dung nhập tử hồn của nữ tử kia, tấm quỷ phàm của Vương Lâm liền đổi màu thành màu trắng. Trong tấm buồm thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc thảm thiết, truyền vào tâm thần người ta khiến trong lòng người hiện lên bóng lưng một nữ tử đang khóc lóc. Vào hoàng hôn ngày thứ bảy, một ngọc giản như cầu vồng xuyên qua tầng tầng cấm chế, cuối cùng lơ lửng trước người Vương Lâm đang đả tọa trong động phủ. Vương Lâm nghe lệnh, đi tới đệ tam huyệt của Thiên Ngưu, trấn thủ nơi này. Trong ngọc giản truyền ra giọng nói vang vang của Thanh Ngưu lão tổ, đồng thời ngọc giản bay tới gần Vương Lâm, không nhúc nhích. Vương Lâm mở mắt, trong mắt bình tĩnh, cầm lấy ngọc giản này, thần thức đảo qua, từng luồng tin tức truyền vào trong đầu hắn. Các đời tổ tiên của Đại Hồn Môn dùng thời gian 5 tháng vô tận, ở trên Thiên Ngưu Châu này mở ra 7 điểm. 7 điểm này dựa theo 7 tinh huyệt của Thiên Ngưu hóa thành Thiên Ngưu Châu này mà biến hóa ra. Trong 7 Thiên Ngưu huyệt này có thể mượn lực lượng của Thiên Ngưu, hình thành một trận pháp cấm chế cực mạnh, cũng có thể mang tới cho tu sĩ Thiên Ngưu Châu trong đó rất nhiều chỗ huyền diệu. Đại Hồn Môn từ tổ tiên đời đầu tiên cho tới khi Vương Lâm xuất hiện đã tính ra Lục Ma Châu sẽ xâm phạm trong phạm vi lớn. Làm sao lại không có chuẩn bị? Dù là Thiên Ngưu thất huyệt hay là đệ tử thường trú tại Đan Hải cùng đều là những quân bài chưa lật của Đại Hồn Môn. Nếu Đại Hồn Môn muốn thì thậm chí việc luyện chế Đan Hải cũng không đơn giản như vừa rồi. Lục Ma Châu dù có mạnh mẽ hơn nữa thì với phương diện tính toán dự đoán cũng không cách nào sánh được với lão tổ đời đầu tiên của Đại Hồn Môn trong vô số năm về trước. Bởi vì lão tổ chính là truyền nhân của đạo thống, cùng sư môn với đương kim quốc sư tiên tộc hiện nay.
Ngọc giản của Thanh Ngưu lão tổ cũng không phải chỉ truyền tới mình Vương Lâm mà còn đưa tới tổng cộng 4 vị trưởng lão trong đại hồn môn. Thu hồi ngọc giản, Vương Lâm đứng dậy, phất nhẹ tay áo, thong dong rời khỏi ngọn núi. Trong nháy mắt khi hắn đi ra ngoài, biển lửa bên ngoài ngọn núi lập tức ngưng tụ lại phía sau hắn, hóa thành hòa bổn nguyên chân thân, chậm rãi dung hợp với cơ thể, không còn nhìn thấy nữa. Bước tới nửa bước, thân thể Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phía sơn môn của đại hồn môn. Phía sau hắn cũng có một đạo cầu vồng gào thét, cùng với Vương Lâm một trước một sau bay thẳng tới sơn môn. Tốc độ hai người đều cực nhanh, không bao lâu sau, đạo cầu vồng kia liền lướt qua bên người Vương Lâm, đi tới ngoài sơn môn trước, hóa thành một nam tử trung niên mặc lục y. Tướng mạo người này tầm thường, xoay người nhìn về phía Vương Lâm. Vương trưởng lão, tại hạ là Lữ Văn Nhiễm. Nam tử trung niên nhìn Vương Lâm đầy thâm ý, chậm rãi nói. Thân thể Vương Lâm hạ xuống, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía nam tử trung niên. Lữ trưởng lão trông rất lạ. Vương Lâm ở đại hồn môn thời gian này ngoài những lão quái tu vi cao thâm ra thì hầu như đã có chút ấn tượng với tất cả trưởng lão, mà nam tử trung niên này hắn lại mới gặp lần đầu tiên. Ha ha, tại hạ trước đây được lão tổ an bài xuất ngoại nhiều năm, hôm nay cũng mới trở về không lâu, Vương trưởng lão tất nhiên là thấy ta lạ mặt. Nam tử trung niên kia mỉm cười. Đang nói chuyện thì lại có hai đạo cầu vồng từ trong sơn môn gào thét bay ra, ở trước mặt hai người hóa thành một nam một nữ. Nữ tử nọ chính là Viêm Loan, còn nam tử là một thanh niên mặc đạo bào. Viêm Loan ra mắt Lữ trưởng lão, không ngờ lần này lại được đồng hành với Lữ trưởng lão. Viêm Loan dường như có quen biết với Lữ Văn Nhiễm, mỉm cười chào hỏi. Có Viêm Loan trưởng lão và Hứa Đông Đức trưởng lão cùng đi là vinh hạnh của Lữ mỗ. Lữ Văn Nhiễm cười ha hà nói, ra mắt Lữ trưởng lão. Thanh niên mặc đạo bào kia thần sắc bình tĩnh, hướng về phía Lữ Văn Nhiễm ôm quyền, sau đó không hề nói thêm gì nữa, có vẻ là một người tính tình trầm mặc ít nói. Vương Lâm nhìn ba người, trong ba người này tu vi yếu nhất cũng là không kiếp sơ kỳ, còn về Lữ Văn Nhiễm nọ thì đã đạt tới không kiếp trung kỳ, so với Thất Thải Tiên Tôn năm đó cùng tu vi nhưng cảm giác vẫn không bằng. Có mặt ba người này sẽ tạo thành lực lượng vô cùng cường đại, so với bọn họ thì Vương Lâm với tu vi không linh đỉnh phong thật sự không đáng là gì. Đồng thời khi Vương Lâm đánh giá ba người, ngoài Viêm Loan ra thì hai người khác cũng đang quan sát Vương Lâm. Mấy ngày nay Vương Lâm cũng có danh tiếng nhất định trong đại hồn môn, người có thể liên tục xông lên hai tầng 7, 8 của tàng hồn các không thể xem thường. Ánh mắt Hứa Đông Đức đảo qua người Vương Lâm, nội tâm thầm nhủ, người này có thể an toàn thoát khỏi đan hải, cũng dẫn động đan hải nổ sớm. Nhân vật như vậy tuyệt đối không thể nhìn bề ngoài mà người này lại có thể từ đan hải trở về nhanh như vậy, tốc độ thật quá kinh người. Ánh mắt Lữ Văn Nhiễm đảo qua người Vương Lâm, hắn cũng là từ đan hải trở về, chẳng qua đó là do sử dụng hành đan trên tay mạnh sư bá do lão tổ đời đầu tiên lưu lại. Hành đan nọ là chí bảo của lão tổ, cực kỳ huyền diệu, tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi. Tốt lắm, mọi người đã đến đầy đủ. Chư vị, nhiệm vụ của chúng ta lần này là tới Thiên Ngưu Đệ Tam Huyệt, đóng ở đó đối kháng với đợt xâm lấn này của Lục Ma Châu. Chuyến này ra đi sinh tử khó lường, tất cả mọi người phải cẩn thận hành động. Lữ Văn Nhiễm hít sâu một hơi, hướng về phía ba người Vương Lâm ôm quyền nói. Vương Lâm trầm mặc, Viêm Loan và Hứa Đông Đức kia cũng không mở miệng, chỉ gật đầu. Sau đó bốn người hóa thành bốn đạo cầu vồng hướng về phía xa bay đi, rời khỏi đại hồn môn. Đội ngũ như bọn họ trong mấy ngày này bay ra khỏi đại hồn môn không ít, toàn bộ đều nhận lệnh của lão tổ, đi tới thủ tại các điểm khác nhau. Tốc độ bốn người cực nhanh, đứng đầu là Lữ Văn Nhiễm, tu vi đạt tới không kiếp trung kỳ, lao đi như có tiếng sấm vang lên, ầm ầm truyền ra. Còn về Viêm Loan và Hứa Đông Đức thì tu vi cũng không tầm thường, tốc độ không chậm, chỉ có mình Vương Lâm là tốc độ về lâu dài không thể so sánh với ba người này. Ánh mắt hắn lóe lên, triệu hồi văn thú, khoanh chân ngồi trên lưng nó, xé gió lao đi. Văn thú vừa xuất hiện liền khiến ba người nhìn lại, đều nhận thấy văn thú bất phàm. Tốc độ của mãnh thú này của Vương trưởng lão có thể so với một tu sĩ không kiếp rồi, không biết lấy được từ nơi nào. Lữ Văn Nhiễm mỉm cười hỏi, lời nói của hắn cũng khiến hai người Viêm Loan và Hứa Đông Đức chú ý. Có được từ quê hương ta, Vương Lâm nói năng ngắn gọn, bình tĩnh nói. Hả, không biết quê hương Vương trưởng lão ở nơi nào? Lữ Văn Nhiễm như cảm thấy hứng thú hỏi. Lữ trưởng lão, Vương Lâm nhớ mày, nhìn Lữ Văn Nhiễm một cái. Lữ Văn Nhiễm biết là mình lỡ lời, mỉm cười không hỏi tới nữa nhưng trong lòng lại thầm hừ lạnh. Bốn người trầm mặc bay đi, toàn lực phi hành. Sau 7 ngày phi hành, Lữ Văn Nhiễm vung tay, trong tay có thêm một ngọc giản, cẩn thận quan sát, sau đó liền chỉ xuống phía dưới, chính là nơi này rồi. Đây là địa điểm năm đó lão tổ đời đầu tiên của đại hồn môn ta dùng đại thần thông tạo thành một truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống người tới rất gần Thiên Ngưu Đệ Tam Huyệt, rất dễ sử dụng. Lúc này Lữ Mỗ mang mệnh lệnh của lão tổ, có thể dùng trận pháp này. Lữ Văn Nhiễm vừa nói, thân thể liền nhoáng một cái lao thẳng xuống phía dưới. Nơi này là một vùng núi non tràn ngập, bên trong có một sơn cốc. Lữ Văn Nhiễm theo vị trí ghi trong ngọc giản, bước vào trong sơn cốc, ba người Vương Lâm tùy ý đi theo. Một lát sau, bên trong sơn cốc truyền ra uy áp mênh mông, có những tiếng ầm vang ngập trời vọng ra. Một vùng ánh sáng chói mặt chợt bùng lên,
duy trì nửa canh giờ mới từ từ tiêu tán. Bên trong sơn cốc lúc này không còn một bóng người, ở cách nơi này một đoạn đường phải phi hành mấy tháng. Bên cạnh cực thiên thảo nguyên, thiên địa vạn vẹo, tầng mây cuồn cuộn, trong nháy mắt có ánh sáng chói mắt tỏa ra. Trong ánh sáng này, thân ảnh mấy người Vương Lâm từ từ huyễn hóa ra, ánh sáng kia biến mất, Vương Lâm xoay người nhìn về hướng đại hồn môn, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Loại truyền tống trận này nguyên lý cực kỳ thâm ảo, Tiên Cương Đại Lục có truyền tống trận, điểm này Vương Lâm cũng không kinh ngạc, dù sao thì Tiên Cương Đại Lục rất lớn, nếu không có truyền tống trận mà chỉ phi hành thì thời gian sẽ rất lâu, chỉ là không biết có loại truyền tống trận giữa các châu lục hay không. Nhưng theo đạo lý mà nói thì truyền tống trận loại này dù có cũng rất khó mở ra. Ngọc giản trong tay Lữ Văn Nhiễm hóa thành từng điểm sáng tiêu tán. Vương Lâm dù không biết trong ngọc giản này tồn tại lực lượng gì nhưng đủ để chống đỡ một lần truyền tống ở khoảng cách xa như vậy thì hẳn thứ này ở đại hồn môn cũng không nhiều lắm. Đó cũng là lý do chỉ ở thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng truyền tống trận này. Loại tiêu hao này sợ là một tông môn cũng không thể thừa nhận được. Trên thực tế Vương Lâm đoán cũng chính xác. Đại hồn môn không phải không có truyền tống trận mà mỗi lần sử dụng đều phí tổn cực lớn, khó có thể tưởng tượng nổi. Cho nên đại hồn môn dù có nhiều tích trữ thì cũng không thể dùng vượt quá 100 lần trong 1000 năm. Lúc bốn người xuất hiện đã là lúc hoàng hôn, ánh mặt trời vàng óng ả chiếu trên thảm cỏ xanh khiến cho cực thiên thảo nguyên tươi đẹp kỳ dị. Nơi này chính là Thiên Ngưu Đệ Tam Huyệt, ở nơi này đại hồn môn ta bố trí một tòa địa cung. Giờ phút này có không ít tu sĩ các tông phái phụ cận chạy tới, còn có rất nhiều tán tu ở nơi này. Lữ Văn Nhiễm chậm rãi nói, thân thể nhoáng lên một cái, hạ xuống mặt đất, đảo mắt một cái liền biến mất, dung nhập vào trong nền đất. Viêm Loan và Hứa Đông Đức theo sau, cùng nhau biến mất. Vương Lâm hơi trầm ngâm, cũng dung nhập vào mặt đất, biến mất hoàn toàn. Bốn người ở sâu trong nền đất lao đi rất nhanh đã đi tới sâu không biết bao nhiêu trượng trong nền đất. Chỉ thấy ở nơi này có một tòa động phủ khổng lồ, mà gọi là động phủ thì thà gọi là một quần thể cung điện còn hơn. Bên ngoài quần thể cung điện này có tầng tầng lớp lớp cấm chế phòng hộ. Nếu không phải bốn người là trưởng lão đại hồn môn, có lệnh bài tiến vào thì sợ rằng một bước cũng khó đi. Chiếm cứ một phạm vi lớn trong quần thể cung điện này là gần 10000 tu sĩ. Đám tu sĩ này phần lớn đều là tán tu phụ cận, sau khi nhận được lệnh của đại hồn môn liền lập tức mang người tiến vào. Bốn người Vương Lâm vừa mới tới gần, lập tức từ trong cung điện truyền ra từng tràng cười sang sảng. Chỉ thấy mấy đạo cầu vồng gào thét lao ra, hóa thành ba lão già. Mấy lão già này vội vàng ôm quyền, Lữ huynh, ngàn năm từ biệt, người rốt cuộc cũng tới rồi. Chu huynh, sau khi nhận lệnh của lão tổ, Lữ mỗ đã dùng tốc độ nhanh nhất để tới đây, sợ rằng chậm trễ. Cũng may nơi này còn chưa xuất hiện tu sĩ lục ma châu. Lữ Văn Nhiễm có quen biết với lão già này, nghe vậy mỉm cười trả lời. Hai lão già khác cũng đều hướng về phía Viêm Loan và Hứa Đông Đức ôm quyền, giống như đã từng gặp mặt, thần sắc có vẻ khách khí. Chỉ có mình Vương Lâm là tu vi kém hơn, mấy lão già này không mấy coi trọng, chỉ hơi gật đầu rồi không nhìn tới nữa. Thần sắc Vương Lâm bình thản, ba lão già này tu vi hơn hắn, trong đó có hai người đạt tới không huyền trung kỳ. Lão già họ Chu kia tu vi hơi cao hơn, mơ hồ đạt tới trình độ 6-7 lên huyền kiếp, không sai biệt lắm so với Đỗ Thanh. Viêm Loan và Hứa Đông Đức trưởng lão các người đã gặp rồi, vị này chính là Vương trưởng lão mới gia nhập đại hồn môn ta, lúc này tới đây góp sức chống lục ma châu xâm lấn. Lữ Văn Nhiễm chỉ về phía Vương Lâm, giới thiệu với ba người. Đám tu sĩ các tông môn phụ cận đều nhìn về hướng đám người Lữ Văn Nhiễm, thần sắc cung kính. Nghe thấy Lữ Văn Nhiễm giới thiệu như vậy, ba lão già kia trong lòng thầm kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Vương Lâm. Ba người vốn cho rằng Vương Lâm chỉ là một đệ tử, không ngờ rằng hắn lại là một trưởng lão. Giờ phút này họ mỉm cười ôm quyền, thoạt nhìn cực kỳ khách khí nhưng trên thực tế sau khi ôm quyền thì quên luôn Vương Lâm, tiếp tục bắt chuyện với đám người Viêm Loan. Tu chân giới cường giả vi tôn, tu vi của Vương Lâm thoạt nhìn thật sự không cao, ba người không coi trọng cũng là chuyện bình thường. Mà các tu sĩ ở tông môn khác khi thấy cảnh này thì trong lòng cũng có phán đoán, Vương Lâm đối với chuyện này cũng không ngại, ánh mắt hắn đảo qua, không nói một lời mà rời đi, lựa chọn một động phủ không người bên dưới khoanh chân ngồi xuống. Trong lòng Lữ Văn Nhiễm thầm cười lạnh, ánh mắt đảo qua bóng lưng Vương Lâm. Ta vì đại hồn môn mà rời khỏi tông phái, tới đan hải thay hình đối dạng hóa thành tán tu, hấp dẫn lực chú ý của Lục Ma Châu, lưu lại nơi này hơn 1000 năm. Tất cả đều là khiến Lục Ma Châu không hoài nghi, không thay đổi kế hoạch xâm lấn Thiên Ngưu Châu do lão tổ tính ra. Ta làm việc này, lão tổ cũng không cho ta đa trọng huyễn thuật, người này dựa vào cái gì? Trong lòng Lữ Văn Nhiễm thầm cười lạnh, đột nhiên ánh mắt của hắn khi vừa đảo qua thì Vương Lâm xoay phát người, đối mặt với hắn. Thần sắc Lữ Văn Nhiễm không đổi, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, hướng về phía Vương Lâm gật đầu. Vương Lâm nhìn Lữ Văn Nhiễm đầy thâm ý, xoay người đi về phía động phủ đã chọn, biến mất hoàn toàn. Trong ba người Lữ Văn Nhiễm, Viêm Loan có thể nói là người hiểu rõ Vương Lâm nhất. Nàng không thể quên sự đáng sợ của Vương Lâm, dọc đường đã nhìn thấy hình như Lữ trưởng lão có ẩn giấu mâu thuẫn với Vương Lâm. Nàng không thay đổi sắc mặt, cũng không nhắc nhở Lữ Văn Nhiễm mà giả vờ không biết. Mọi người nói chuyện một hồi xong, ba lão già kia liền mời ba người Lữ Văn Nhiễm vào đại điện tọa trấn.
nhưng không gì nói tới Vương Lâm. Hiển nhiên trong mắt bọn họ, Vương Lâm không đủ tư cách, xa xa không bằng đám người Lữ Văn Nhiễm. Sáu người vừa nói vừa cười đi về phía đại điện xa xa. Lữ Văn Nhiễm cũng như quên đi sự tồn tại của Vương Lâm. Cho tới khi sáu người rời đi, tu sĩ các tông phái bốn phía đều tản ra. Cực Thiên Thảo Nguyên lúc này tràn ngập cấm chế trận pháp. Người đại hồn môn tới đây, cấm chế trên Cực Thiên Thảo Nguyên đã hoàn toàn được mở ra. Cấm chế này vừa hoạt động khiến cả thảo nguyên ầm vang. Một tường khí mênh mông cả ngàn dặm ầm ầm biến ảo ra trên Cực Thiên Thảo Nguyên, tiếp xúc với cả bầu trời và mặt đất, lan dần ra. Cùng lúc đó trên Thiên Ngưu Châu, tại lục huyệt còn lại của Thiên Ngưu cũng lục tục có người đại hồn môn chạy tới hoặc tu sĩ quy nhất tông thủ trấn. Bọn họ tới nơi này khiến cho lục huyệt của Thiên Ngưu hoàn toàn được khởi động. Do vậy thất huyệt của Thiên Ngưu trong nháy mắt được mở ra. Tại lục huyệt còn lại cũng xuất hiện những tường khí giống như ở Cực Thiên Thảo Nguyên. Tổng cộng 7 đạo tường khí trong nháy mắt xuất hiện toàn bộ, âm âm chạm vào nhau, tiếp xúc hình thành một tấm màn ngăn cách bảo vệ Thiên Ngưu Châu với Đan Hải. Tấm màn này do hơn 10 vạn tu sĩ trấn áp mà thành, dày cả ngàn dặm. Tu sĩ tầm thường tuyệt đối không dễ dàng vượt qua nổi, dù là tu sĩ có tu vi đạt tới trình độ như Thanh Ngưu lão tổ muốn mở ra cũng rất gian nan, thậm chí có thể nói là không thể làm được, bởi vì tường khí này hình thành ngoài tác dụng như trận pháp cấm chế thì còn có lực lượng của Thiên Ngưu hồn. Thiên Ngưu thất huyệt này từ khi được tạo ra tới hiện tại, lần đầu tiên được triển khai hoàn toàn, phát huy tác dụng trọng yếu nhất của nó. Ngoài Thiên Ngưu thất huyệt ra thì còn có 72 địa huyệt cũng có tu sĩ đại hồn môn và quy nhất tông đóng, có các tông phái khác trấn thủ. 72 huyệt cuồn cuộn kích thích đại địa, ngưng tụ rất nhiều tiên lực, dũng mãnh tiến vào Thiên Ngưu thất huyệt, củng cố những nơi này. Đó mới chỉ là tác dụng phòng thủ. Đại hồn môn chuẩn bị nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại chỉ biết phòng thủ? Còn có một đám tu sĩ chấp hành nhiệm vụ giết chóc. Trong quần thể cung điện trong Cực Thiên Thảo Nguyên, bốn phía tràn ngập động phủ, làm chỗ ở cho những tông phái ở nơi này. Thời gian chậm chậm trôi qua, một loại cảm giác đầy áp lực tràn ngập trong nội tâm mọi người. Ai cũng hiểu là đại chiến sắp bắt đầu rồi. Hiện tại có tấm màn phòng hộ của Thiên Ngưu thất huyệt, tu sĩ Lục Ma Châu muốn đánh tới nhất định phải đồng thời hủy diệt thất huyệt này. Do đó nhất định họ phải phái rất nhiều tu sĩ tới vây công. Hôm nay Cực Thiên Thảo Nguyên còn có vẻ bình yên nhưng chẳng bao lâu nữa, tu sĩ Lục Ma Châu sẽ đông nghìn nghịt, bao trùm thiên địa kéo tới. Viêm Loan cũng lựa chọn bế quan, bảo trì tu vi ở trạng thái đỉnh phong. Cả Hứa Đông Đức và Lữ Văn Nhiễm kia cũng vậy. Chẳng qua chỗ bọn họ lựa chọn bế quan là ở trong cung điện chứ không phải động phủ. Dù sao thì thân phận họ tôn quý, lại còn phải trấn thủ ở nơi này. Trên thực tế, trong gần vạn tu sĩ ở nơi này, tu vi đạt tới không kiếp sơ kỳ còn có 4 người. 4 người này dù đều đến từ tiểu tông phái hoặc tán tu nhưng thân phận cũng rất cao quý, đều được mời vào trong cung điện, là lực lượng quyết định thắng bại. Thời gian trôi qua, Vương Lâm ngồi bình tĩnh trong động phủ của mình. Bốn phía quanh hắn có rất nhiều động phủ, trong đó có một lão già đang ngồi đả tọa. Hắn không nhận ra Vương Lâm khi thân thể đã hồi phục nhưng Vương Lâm lại nhận ra hắn. Lão già này chính là người đã từng ra mặt nói chuyện với Vương Lâm tại Cực Thiên Thảo Nguyên. Tu vi hiển nhiên còn chưa đạt tới không kiếp cho nên không thể tiến vào cung điện, chỉ có thể ở động phủ ngoại vi. Trên thực tế với thân phận của Vương Lâm, nếu hắn muốn vào cung điện cũng không phải là không được. Nhưng Vương Lâm lại không có hứng thú này. Ở trong cung điện âm thầm bị người khác chú ý không bằng ở nơi này cho yên tĩnh. Khoanh chân ngồi, hắn chậm rãi thổ nạp, thần thức cũng tản ra, tràn ngập bốn phía. Nhân việc này hắn luyện hóa chiếc ô màu lam và tìm hiểu thần thông hồn dẫn tới mức độ sâu sắc hơn. Hắn cũng lấy la bàn cấm chế ra, tỏa ra trên cấm chế của Cực Thiên Thảo Nguyên. Vật này vô cùng huyền diệu, giờ phút này lan ra, ngay cả Lữ Văn Nhiễm có tu vi cao nhất ở nơi này cũng không hề phát hiện được. Thời gian thoáng cái đã trôi qua không biết bao lâu, cả cung điện và động phủ bốn phía đều vang lên tiếng thổ nạp, không còn âm thanh gì nữa, vô cùng yên tĩnh. Vương Lâm đang khoanh chân đột nhiên mở mắt, trong tích tắc khi hai mắt hắn mở ra, la bàn vốn đặt trước người đột nhiên chấn động, bên ngoài biến thành bản đồ của Cực Thiên Thảo Nguyên, ở biên giới của nó đột nhiên xuất hiện một đường màu xanh nhục. Đường màu xanh này là do vô số điểm xanh tạo thành, càng ngày càng nhiều. Tới rồi, nhìn chăm chăm vào la bàn, trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn muốn hoàn thành 3 điều kiện của Đại Hồn Môn, sau đó rời khỏi Thiên Ngưu Châu, đi về Đông Lâm Tông, sau đó đi tới đạo cổ nhất mạch. Đồng thời vào lúc Vương Lâm nhận ra tu sĩ Lục Ma Châu đã tới, trong cung điện, Lữ Văn Nhiễm bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra một tia hàn quang. Chư vị đạo hữu, tu sĩ Lục Ma Châu đã tới, giọng nói của hắn vang vọng trong địa cung khổng lồ này. Tiếng thổ nạp trong nháy mắt biến mất, tất cả tu sĩ nơi này đều từ trong động phủ đi ra ngước mắt nhìn lên. Trên Cực Thiên Thảo Nguyên, tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy hơn 10.000 tu sĩ Lục Ma Châu đồng loạt bay tới, vạn người tiến tới che phủ cả bầu trời, khiến bầu trời ban trưa tràn ngập ánh sáng hóa thành một vùng âm u. Trên 10.000 tu sĩ có 6 người có tốc độ nhanh nhất, như cầu vồng cắt ngang bầu trời lao tới. 6 người này 4 nam 2 nữ, quần áo xa hoa, trông khá bất phàm, tu vi lại càng cao cường, nhất là hai lão già trong đó. Từ cơ thể lan ra khí tức không kiếp trung kỳ, hai người này là tu sĩ cực mạnh trong đám này.
bốn người còn lại đều là không kiếp sơ kỳ. Sáu người lao đi, vạn người xé gió bay theo, bao phủ cả cực thiên thảo nguyên, sát khí đằng đẵng, giống như một đám mây đen tràn ngập bốn phía. Trương huynh, ta và ngươi liên thủ xem thử uy lực của thiên ngưu thất huyệt đại trận này lớn tới mức nào. Lão già không kiếp trung kỳ đi trước mỉm cười, nhìn về phía đồng bọn nói, lời này của Triệu huynh rất hay, trận này nghe nói có thể ngưng tụ hồn phách thiên ngưu, thử xem nó có dạng gì nào. Một lão già mỉm cười gật đầu, với tu vi của bọn họ thì đã nhìn thấu rất nhiều, rất khó tử vong. Lần xâm lấn này bọn họ chỉ coi là một trò chơi, từ tâm tình mà xét thì hai người này cao hơn Lữ Văn Nhiễm không ít, nhưng nếu so với thất thải tiên tôn thì vẫn còn kém rất nhiều. Dù tu vi tương tự nhưng sự thong dong và bá khí thì không thể bằng nổi. Hai người vừa nói đồng thời vừa giơ tay phải lên, bắt quyết hướng về phía cực thiên thảo nguyên điểm một chỉ. Một chỉ này khiến thiên địa ầm vang, tầng tầng lớp lớp vân khí xuất hiện, hóa thành một người khổng lồ cao vạn trượng trước mặt hai người, bước tới ầm ầm tấn công. Trên bầu trời còn có một vùng u quang biến ảo ra, giống như xé rách bầu trời. Từ trong đó có ba thanh phi kiếm màu đen lao ra. Ba thanh phi kiếm này vừa xuất hiện liền lập tức tỏa ra sát khí ngập trời. Cỏ xanh trên mặt đất nơi này lập tức héo rũ, giống như bị hấp thu tất cả khí tức sinh mệnh vậy. Ba thanh kiếm gào thét lao đi, cùng với người khổng lồ đồng thời lao thẳng về phía trước. Nhưng ngay lúc ba thanh kiếm và người khổng lồ ầm ầm tiến tới thì chỉ thấy đột nhiên từ mặt đất trên cực thiên thảo nguyên này tỏa ra sương mù vô tận. Sương mù này đen kịt, trong chớp mắt đã tràn ngập trong thiên địa, bao phủ hơn phân nửa cực thiên thảo nguyên, cuồn cuộn quay cuồng, liên tục lan ra. Một tiếng trâu gầm trầm trầm từ trong sương mù truyền ra. Ngay sau đó, một vùng sương mù lớn bất ngờ ngưng tụ thành hình dạng thiên ngưu, hướng về phía người khổng lồ và ba thanh kiếm kia phát ra tiếng giống kinh thiên. Trong tiếng giống này, sương mù tạo thành thiên ngưu đột nhiên nổ tung, sương mù mênh mông như sóng cuốn về bốn phía, tràn tới tu sĩ Lục Ma Châu. Cùng lúc đó, ở địa cung sâu trong nền đất, thần sắc Lữ Văn Nhiễm nghiêm trọng, gầm nhẹ, tất cả đạo hữu không kiếp, theo ta ra ngoài chém giết. Trong sương mù của trận pháp, lực lượng của chúng ta là vô hạn, có thể tùy ý điều khiển thiên địa lực. Trong tiếng hô này, chỉ thấy từ trong địa cung có bảy đạo cầu vồng bay ra. Lữ Văn Nhiễm cầm đầu, nhanh chóng tiến lên mặt đất, biến mất trong sương mù. Trên mặt đất, sương mù quay cuồng hoàn toàn bao phủ tu sĩ Lục Ma Châu, cả một vùng thiên hôn địa ám. Gần vạn tu sĩ trong địa cung lúc này cũng đồng loạt bay ra. Một hồi đại chiến cứ như vậy mà xảy ra. Vương Lâm cũng ở trong đám tu sĩ này, thần sắc hắn bình tĩnh, xé gió lao đi, dung nhập trong sương mù trên thái cổ tinh thần. Sương mù này đối với tu sĩ Lục Ma Châu mà nói có thể cản trở thần thức, cản trở thiên địa lực, nhưng đối với tu sĩ Thiên Ngưu Châu lại nhẹ nhàng chui vào trong cơ thể giống như đại bổ vậy. Dung nhập vào trong đại quân một vạn tu sĩ, Vương Lâm không khiến người khác để ý nhiều lắm. Chỉ có Viêm Loan trước khi đi ra quay lại hướng một vạn tu sĩ phía sau, ánh mắt đảo qua như muốn tìm Vương Lâm. Nhưng tu sĩ rất nhiều, sương mù nơi này tràn ngập, nàng không thể tìm thấy. Trong sương mù này, tu sĩ Lục Ma Châu gào thét lao tới, nhất là hai lão già không kiếp trung kỳ tu vi lại càng thông thiên. Đi tới khiến sương mù bị cuốn đi, mơ hồ có xu thế không thể lại gần. Không kiếp trung kỳ, dù là trên tiên cương đại lục này cũng đủ để trở thành bá chủ một phương, có thể chống đỡ một môn phái trung bình. Cho dù là trong hàng trưởng lão cửu tông thập tam môn cũng ít thấy. Tu sĩ có thể đạt tới tu vi không kiếp trung kỳ hầu như đều rất khó giết chết. Trên người bọn họ tồn tại rất nhiều thủ đoạn và thần thông bảo vệ tính mạng. Hai lão già tu vi không kiếp trung kỳ tới từ Lục Ma Châu kia, một người họ Trương, một người họ Triệu, thuộc về hai ma môn bất đồng của Lục Ma Châu. Vừa ra tay liền khiến thiên địa ầm vang, chỉ thấy Lữ Văn Nhiễm hóa thành cầu vồng lao tới, cùng giao chiến với lão già họ Trương kia trong sương mù. Tiếng chấn động ầm ầm vang vọng trong thiên địa, chuyển khắp bốn phương tám hướng, khiến cho sương mù quay cuồng, hóa thành cuồng phong tràn ra bốn phía, khiến cho vị trí hai người giao chiến, tu sĩ song phương đều lui lại phía sau, không thể tới gần. Lão già tu vi không kiếp trung kỳ họ Triệu của Lục Ma Châu kia đang muốn xông tới quần chiến với Lữ Văn Nhiễm, tranh thủ đánh hắn bị trọng thương. Theo hắn thấy thì chỉ cần Lữ Văn Nhiễm này bại lui, tất cả tu sĩ nơi này không còn đáng lo nữa. Nhưng ngay trong nháy mắt khi lão già họ Triệu này bước tới, Viêm Loan, Hứa Đông Đức cùng một tu sĩ có tu vi không kiếp sơ kỳ của tông môn phụ cận lao ra, hóa thành những đạo cầu vồng lao tới, ngăn cản lão già họ Triệu này. Ba người quần chiến. Nếu ở địa phương khác thì ba người dù liên thủ cũng không thể nào đánh một trận với tu sĩ không kiếp trung kỳ. Cảnh giới không kiếp chênh lệch một cấp độ là vô cùng lớn, giống như vực sâu ngăn cách thiên địa vậy. Dù là Vương Lâm nếu chỉ có bảy đạo bổn nguyên, liều mạng dùng thần thông thì cũng chỉ có thể đánh một trận với không kiếp sơ kỳ. Thậm chí lúc này hắn đã có tám đạo bổn nguyên nhưng cũng vẫn chỉ có thể đánh với tu sĩ không kiếp sơ kỳ, không thể dùng thần thông lay chuyển nổi tu sĩ không kiếp trung kỳ. Nhưng trận pháp tại cực thiên thảo nguyên thiên ngưu đệ tam huyệt này, trong sương mù nhẹ nhẹ này, mọi chuyện lại có thể thay đổi. Ba người nhóm Viêm Loan miễn cường có thể đánh với lão già họ Triệu một trận, dù không thể thủ thắng nhưng họ vẫn có thể kiềm chế hắn. Với bốn người đấu với hai người đối phương, khiến cho tu sĩ không kiếp trung kỳ không thể phát huy tác dụng kinh khủng của mình trong chiến tranh.
Trong đám tu sĩ Lục Ma Châu còn lại giờ phút này chỉ còn 4 tu sĩ không kiếp sơ kỳ. 4 người này 3 nam 1 nữ, y phục sang quý, thân phận bất phàm. Nhưng 4 người này lúc này cũng gặp vấn đề như vậy. Tại Thiên Ngư Châu này có 3 tu sĩ thân phận lão tổ tới từ các tông môn phụ cận, tu vi không kiếp sơ kỳ. 3 người này ở trong sương mù có lợi thế vô cùng, giao chiến với các tu sĩ Lục Ma Châu khiến chấn động ầm vang trong thiên địa. Tu sĩ không kiếp mở màn cho trận chém giết này, kế đến mới là tu sĩ chém giết với số lượng lớn. Loại chém giết này cực kỳ hỗn loạn, hơn 20.000 người lao vào một nơi, trong khoảnh khắc tiếng gầm thét đã vang lên ngập trời, những tiếng kêu thảm thiết cũng vang vọng khắp không gian. Vương Lâm ở trong sương mù di chuyển như u hồn, hắn cúi đầu nhìn la bàn trong tay, trên la bàn lúc này đầy những điểm trắng điểm xanh, tượng trưng cho tất cả mọi biến hóa ở nơi này. Tiếng gào thét không ngừng vang lên bốn phía, những luồng ánh sáng do pháp thuật lóe lên trong sương mù che phủ mọi vật nhưng không thể ngăn nổi sát khí và hàn khí ngập trời đang di chuyển. Đột nhiên Vương Lâm giơ tay phải lên, hướng về sương mù phía trước điểm một chỉ. Một chỉ này điểm tới, huyết quang lóe lên, huyết kiếm mang theo sát khí kinh người gào thét lao ra, trong nháy mắt đã tới gần một đám sương mù. Trong đám sương mù này đột nhiên có một tu sĩ Lục Ma Châu đi ra. Tu sĩ này còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã nổ tung, mi tâm tàn nát, bị huyết kiếm xuyên qua. Thần sắc Vương Lâm như thường, tiếp tục đi tới. Mục tiêu của hắn cũng không phải là tu sĩ Lục Ma Châu vừa bị giết mà là mấy tu sĩ không kiếp ở xa xa. Cả đường đi, thân ảnh Vương Lâm lao vút đi, trong sương mù bốn phía quanh thân thể hắn tràn ngập một tầng hắc vụ này bất đồng với sương mù trong Thiên Ngưu trận pháp, tràn ngập vẻ hung tàn, bên trong có một đầu lưỡi đỏ lòm thò ra. Khi khoảng cách tới ba tu sĩ không kiếp sơ kỳ đang giao chiến càng ngày càng gần, bước chân Vương Lâm hơi chậm lại, cuối cùng đứng cách 7 người mấy ngàn trượng, hắn dừng thân, đứng ở đó, ánh mắt lóe sáng, muốn giết tu sĩ không kiếp sơ kỳ có hơi gian nan, tu sĩ như vậy hầu như rất khó giết chết dù là khôi lỗi dĩ ti cũng chưa đủ. Vương Lâm hiểu rõ sự đáng sợ của tu sĩ vượt qua 9 lần huyền kiếp, chính thức bước vào không kiếp. Đây không phải giống như giết chết đám 3 người tu sĩ họ Tiền tại Đan Hải dưới 3 cây đại kỳ. Tu vi 3 người này chỉ là huyền kiếp tầng thứ 9, dù nhìn như tiếp cận vô hạn tới không kiếp nhưng trên thực tế lại chênh lệch rất lớn. Tu vi của họ lấy lực lượng 2 người có thể chiến thắng 3 người đám Bạch Hổ, do vậy 3 người Bạch Hổ gặp phải không thể không bỏ chạy. Dù sao trên thực tế tu vi đám người Bạch Hổ cũng không sai biệt lắm với Đỗ Thanh, đang ở 7-8 lần huyền kiếp. Trong động phủ giới, chỉ có Chiến Lão Quỷ và Thất Thải Đạo Nhân mới có tu vi chân chính là không kiếp sơ kỳ. Nếu bọn họ có thể dung hợp với hồn thứ ba, hóa thành Thất Thải Tiên Tôn thì tu vi sẽ đạt tới không kiếp trung kỳ đỉnh phong. Dưới không kiếp, với tu vi của Vương Lâm ngày nay thì có thể giết chết. Nhưng không kiếp sơ kỳ chính thức, hắn muốn giết phải dùng một chút thủ đoạn. Dù là ở Tiên Cương Đại Lục thì chuyện tu sĩ không kiếp tử vong cũng rất hiếm thấy. Một khi xuất hiện sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần một tông môn. Càng không nói tới một tu sĩ không kiếp trung kỳ tử vong. Cho dù là đại hồn môn nếu gặp phải đả kích như vậy cũng không thể chịu nổi. Vương Lâm nhìn 7 người trong sương mù cuồn cuộn cách đó mấy ngàn trượng đang chém giết sinh tử, khó phân thắng bại, mà trên thực tế căn bản là không thể phân thắng bại. Trong 7 người dù bất cứ ai, chỉ không cẩn thận một chút thì cũng không thể tử vong, nhiều nhất cũng chỉ bị thương mà thôi. Nhưng Vương Lâm không vội, hắn khoanh chân ngồi xuống, hắc vụ bên ngoài thân thể dung hợp với sương mù bốn phía, rất khó bị phát hiện. Hơn nữa bởi vì nơi này có 7 tu sĩ không kiếp sơ kỳ giao chiến, thiên địa ầm vang. Một khi tới gần sẽ cực kỳ nguy hiểm nên chỉ có Vương Lâm mới dám ngồi ở nơi này đợi cơ hội. Hắn đang đợi cơ hội giết một tu sĩ không kiếp sơ kỳ. Khôi lỗi dĩ ti có thể ra một đòn nghiêm trọng, huyết kiếm có thể đả thương người, dịch linh ấn có thể ngăn cản người khác bỏ chạy, đa trọng huyễn thuật có thể tạo cơ hội, mà thủ đoạn chém giết cuối cùng chính là dẫn hồn quy. Chẳng qua chiêu này cũng chỉ khiến tu sĩ không kiếp trọng thương, không thể hoàn toàn đánh chết. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, trầm ngâm nhìn về phía trước mấy ngàn trượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua mấy canh giờ. Tiếng giết chóc bốn phía chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm mạnh mẽ hơn. Song phương tử thương vô số, nhưng Vương Lâm vẫn khoanh chân ngồi ở nơi đó. Hắn đang chờ đợi. Lưu Chi Nguyên thân là trưởng lão của đạo Ma Tông trong Lục Ma Châu, tu vi mới tiến vào không kiếp sơ kỳ không lâu, tại đạo Ma Tông có thanh danh hiển hách, mà người này là hậu duệ của tông chủ đạo Ma Tông, có liên hệ với huyết mạch. Lần này tham dự đại chiến xâm lấn Thiên Ngưu Châu còn có trưởng lão đồng môn Hứa Vi và hai đạo hữu tông phái khác. Giờ phút này hắn và 3 người nọ đang giao chiến với 3 tu sĩ không kiếp sơ kỳ của Thiên Ngưu Châu. Đối phương dường như có lực lượng vô hạn, không ngừng thi triển đủ loại thần thông không. Mà 4 người bọn họ ở trong sương mù thần thức lại chịu sự cản trở của đám sương mù này, không thể từ sương mù bổ sung lực lượng, mơ hồ có dấu hiệu lui lại phía sau. 7 người chiến đấu không ngừng, nhất là Lưu Chi Nguyên. Hắn mới tiến vào không kiếp không lâu, giờ phút này tiên lực trong cơ thể mơ hồ có hơi khô kiệt, tức thì bị sương mù bốn phía hấp thu đi một lượng lớn. Sương mù đáng chết, đám sứ giả bao giờ mới tới đây, cứ đánh thế này thì sợ rằng rất khó thủ thắng. Sắc mặt Lưu Chi Nguyên âm trầm, tay phải bắt quyết giơ lên, một đóa hắc liên biến ảo ra,
va chạm với một con hắc long do tu sĩ không kiếp của Thiên Ngưu Châu biến ảo ra, tiếng ầm ầm vang dội. Lưu Chi Nguyên không cần nghĩ ngợi, thân thể vội vàng lui lại phía sau. Hắn không mở miệng nói chuyện thì ba đồng bọn của hắn đã hiểu, thân thể nhoáng lên cản trở thần thông công kích còn lại, cho Lưu Chi Nguyên lui lại phía sau nút đan dược. Bốn người giao chiến mấy canh giờ, tất nhiên cần bổ sung tiên lực trong cơ thể, nếu không sẽ rất khó tiếp tục. Thần sắc Lưu Chi Nguyên cực kỳ tàn nhẫn. Công pháp hắn tu hành là công pháp song tu, ngưng tụ hồn phách lô đỉnh hóa thành hắc liên, lô đỉnh chết trong tay hắn hằng hà sa số. Giờ phút này khi lui lại phía sau, thân thể hắn thoáng một cái đã rời khỏi mấy ngàn trượng, tay phải giơ lên chụp vào hư không một cái, lập tức trong tay hắn xuất hiện hơn 10 quả cầu ánh sáng, bên trong mỗi quả cầu này có một nữ tử lõa thể đang ngồi khoanh chân, thần sắc thê lương. Lưu Chi Nguyên không thèm nhìn một cái, mở miệng to ra hấp thu. Nhưng đúng vào lúc này, cách hắn không xa, Vương Lâm vẫn luôn ấn dấu khí tức, đột nhiên hai mắt lóe hàn quang. Hắn chờ đợi cơ hội này đã rất lâu rồi, lúc này có người tới chính là cho hắn thời cơ, chính là hắn rồi. Sát khí bùng lên trong mắt Vương Lâm. Một trong mấy điều kiện hắn đáp ứng đại hồn môn chính là giết 10 người tu vi không kiếp sơ kỳ, hôm nay hắn sẽ hoàn thành được một. Thân thể Vương Lâm với tốc độ như chớp trong nháy mắt vọt ra, một đạo huyết quang từ trong tay Vương Lâm lóe lên, hướng về phía Lưu Chi Nguyên ở không xa đang đưa lưng về phía mình đột nhiên chém tới. Huyết kiếm vô cùng sắc bén không gì sánh được, lúc này gào thét lao tới. Lưu Chi Nguyên đang muốn cán nuốt 10 quả cầu ánh sáng này, đột nhiên mồ hôi túa ra, một cảm giác nguy cơ tràn ngập tâm thần hắn. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức bỏ qua cắn nuốt, tay áo vung lên, lập tức phía sau hắn xuất hiện một đóa hắc liên, ầm ầm va chạm với huyết kiếm sát khí ngập trời kia, tiếng chấn động vang lên kinh thiên động địa. Lưu Chi Nguyên xoay phát người, hai mắt tràn ngập sát khí, ta muốn xem kẻ nào có gan đánh lén bổn tôn. Nhưng ngay trong tích tắc hắn xoay người, Vương Lâm ra tay, một tiếng gào thét mang theo sự hung tàn truyền ra từ hắc vụ bên ngoài thân thể Vương Lâm, chỉ thấy một đầu lưỡi đỏ lòm từ trong sương mù cuốn ra, Khôi Lỗi Dĩ Ti đã mất một cánh tay điên cuồng lao thẳng tới Lưu Chi Nguyên. Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp, khoảng cách mấy trăm trượng đối với Khôi Lỗi Dĩ Ti mà nói chỉ trong chớp mắt, hầu như trong tích tắc khi Lưu Chi Nguyên xoay người là nó đã vọt tới nơi. Sắc mặt Lưu Chi Nguyên biến đổi, hắn cảm nhận rõ ràng từ trong hắc vụ này truyền ra một luồng dao động của tu vi không kiếp, hai mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn hiển nhiên nhìn ra đây là một con rối, thân thể không nghĩ ngợi chút nào lui lại phía sau, tay áo vung lên, lập tức trước người hắn liền có 7 đóa hắc liên biến ảo ra, va chạm với Khôi Lỗi Dĩ Ti, tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, hấp dẫn sự chú ý của 6 người đang chiến đấu cách đó mấy ngàn trượng. Sắc mặt đồng bọn của Lưu Chi Nguyên biến đổi, đang muốn xem xét thì lại bị ba tu sĩ Thiên Ngưu Châu cản trở. Ba người lúc này không rảnh mà tản thần thức ra xem xét, nhưng cảnh này hiển nhiên là có lợi với phe mình. 7 đóa hắc liên sụp đổ, Khôi Lỗi Dĩ Ti gầm thét, toàn thân có nhiều chỗ bị thương nhưng đầu lưỡi của nó xuyên qua 7 đóa hắc liên này, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thủng ngực Lưu Chi Nguyên, máu tươi bắn tung ra. Ngực Lưu Chi Nguyên đau nhói, không kịp xem xét gì, giờ phút này tiên lực trong cơ thể hắn vốn đã không còn nhiều lắm, lại bị sương mù quỷ dị này hấp thu, vừa rồi trong lúc nguy cơ lại liên tiếp thi triển 7 đóa hắc liên, lúc này đã sắp cạn kiệt, vội vàng lui lại phía sau, tay phải giơ lên, trong tay lập tức xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu đen, đang định cắn nuốt, Vương Lâm bỗng nhiên giơ tay phải, trên tay xuất hiện thêm một tấm bùa mặt quỷ màu trắng, cuốn về phía trước, một động tác này khiến tiếng khóc thê lương truyền khắp bốn phía, rõ ràng truyền vào tâm thần Lưu Chi Nguyên. Trong óc hắn lập tức hiện lên một thân ảnh nữ tử mặc bạch y mơ hồ, thân ảnh này đang quay lưng về phía hắn khóc lóc. Trong nháy mắt khi thân ảnh này xuất hiện, quang cầu Lưu Chi Nguyên cầm trong tay định cắn nuốt liền sững lại. Trong tích tắc này, Vương Lâm cất bước đi tới, tay phải giơ lên, năm ngón tay tạo thành trường hướng về phía bầu trời vồ một cái. Trong tiếng ầm vang, sương mù bị cuốn đi, một trường ấn khổng lồ đột nhiên biến ảo ra trên đầu Lưu Chi Nguyên, hướng về phía hắn ầm ầm giáng xuống. Cùng lúc đó, phía sau Lưu Chi Nguyên, ánh lửa bùng lên, một trường ấn do ngọn lửa tạo thành giống như thiêu đốt sương mù xuất hiện, đánh thẳng về phía người này. Chuyện này xảy ra cực nhanh, do Vương Lâm tính toán mấy lần trong đầu mà thành. Ngay sau đó, khi trường ấn từ trên bầu trời và sau lưng ầm ầm đánh tới Lưu Chi Nguyên, trong đầu hắn, tiếng khóc của nữ tử mặc bạch y càng kịch liệt. Trong nháy mắt này, Khôi Lỗi Dĩ Ti lại một lần nữa gầm lên, điên cuồng vọt tới. Còn cả huyết kiếm vừa rồi bị đánh văng lúc này cũng lóe lên huyết quang ngập trời, hóa thành một đạo kiếm quang khổng lồ chém xuống. Đủ loại thần thông đồng loạt tới gần, thừa dịp tiên lực trong cơ thể Lưu Chi Nguyên khô cạn không thể bổ sung mà chém giết. Nhưng muốn giết tu sĩ không kiếp sơ kỳ cũng rất khó khăn. Dù Vương Lâm đã chọn thời cơ rất xảo diệu, nhưng trong nháy mắt khi tất cả thần thông này ập tới, đồng tử trong hai mắt Lưu Chi Nguyên bỗng co rút lại. Hắn không cần nghĩ ngợi, cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu tươi, lập tức hóa thành huyết giáp bao phủ toàn thân hắn, thậm chí ngay cả mái tóc của hắn cũng trở thành màu máu, da thịt toàn thân hắn trong nháy mắt liền biến thành một huyết nhân, hai tay co lại. Trong nháy mắt khi thần thông đánh tới, Lưu Chi Nguyên bỗng nhiên duỗi hai cánh tay, huyết giáp chấn. Trong một khắc khi lời nói này truyền ra,
làn da máu bên ngoài thân thể Lưu Chi Nguyên lập tức khô héo, hóa thành dạng giống như da khô. Cũng trong tích tắc khi hắn duỗi tay, huyết giáp phủ khắp toàn thân lập tức nổ tung, hình thành một cơn gió lốc quét ra. Trường ấn khổng lồ trên bầu trời trong nháy mắt khi đụng phải cơn lốc này lập tức sụp đổ, còn cả trường ấn hỏa diễm phía sau Lưu Chi Nguyên lúc này cũng bị cơn lốc đánh tan. Huyết kiếm lóe lên, chém lên cơn lốc, cả khôi lỗi sĩ ti đang điên cuồng tới gần lúc này cũng nhảy vào cơn lốc. Trong thời khắc này, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếng ầm vang nổi lên, thân thể Vương Lâm nhoáng một cái liền tiến tới cơn lốc màu máu này. Cơn lốc này hiển nhiên là thần thông bảo vệ tính mạng của Lưu Chi Nguyên, giờ phút này ngạnh kháng nhiều thần thông của Vương Lâm, mơ hồ đã xuất hiện vạn vạo như muốn vỡ tung. Lưu Chi Nguyên bên trong lại cũng phun máu tươi, thần sắc dữ tợn, điên cuồng lui lại phía sau. Ngay trong lúc lùi lại, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nhưng lúc này Vương Lâm đột nhiên biến mất, đồng tử trong mắt Lưu Chi Nguyên co rút lại, xoay phát người, tay phải giơ lên chụp về phía sau, chỉ thấy phía sau hắn, thân ảnh Vương Lâm biến ảo ra, đánh tới một quyền. Quyền này không có hư ảnh của đạo cổ nhưng lại là một quyền của đạo cổ, tiếng ầm ầm vang khắp không gian. Cánh tay phải của Lưu Chi Nguyên vỡ tung, huyết nhục mơ hồ, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng bị đánh bay đi. Khóe miệng Vương Lâm cũng tràn máu tươi nhưng không dừng lại mà cất bước đuổi theo. Tiếng ầm vang nổi lên, Vương Lâm trong lúc truy kích, thân thể nhanh chóng nhoáng lên, liên tiếp phóng ra 19 quyền, sắc mặt Lưu Chi Nguyên nọ tái nhợt, hai mắt lộ vẻ hoảng sợ. Vương Lâm đuổi giết quá mức hung mãnh, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào để phản ứng. Liên tiếp từng quyền đánh cho toàn thân hắn tràn ngập máu tươi, bộ dáng cực kỳ kinh khủng, chút thủ đoạn ấy không giết được bổn tôn. Lưu Chi Nguyên hiểu rõ thời khắc này là một lần sinh tử đại kiếp trong đời hắn, đối phương nắm thời cơ cực kỳ xảo diệu, hiển nhiên không phải là ra tay bừa bãi mà đã có chuẩn bị thật lâu rồi. Giờ phút này vừa lui lại phía sau, hắn vừa liều mạng nhận một quyền của Vương Lâm, trong tích tắc khi một đóa hắc liên biến ảo ra sụp đổ, trong tay xuất hiện một cái chuông màu đen. Đây là lần đầu tiên trong trận đánh này Lưu Chi Nguyên xuất ra bảo vật, mà thứ này chính là một pháp bảo cực mạnh của hắn. Chiếc chuông này vừa xuất hiện trong tay Lưu Chi Nguyên liền lập tức truyền ra những âm thanh trong trèo, tiếng chuông vang vọng, lập tức ở bên ngoài thân thể hắn hóa ra vô số hồn phách nữ tử thê lương. Đám hư ảnh này toàn thân lõa thể, thần sắc bi thảm, oán khí ngập trời. Đám hư ảnh này dày đặc, không ngờ tới mấy chục vạn, tràn ngập không gian, oán khí tụ lại một chỗ, hình thành một luồng khí ngập trời, khiến toàn bộ tu sĩ đang giao chiến trên cực thiên thảo nguyên đều cảm nhận được rõ ràng. Sáu tu sĩ không kiếp sơ kỳ lúc này đang chém rất kịch liệt, sau khi cảm nhận được khí tức này thần thức đều đảo qua muốn xem xét, nhưng lúc này sương mù hạn chế thần thức cho nên họ đều không rõ mọi chuyện. Nhưng ba tu sĩ tới từ Lục Ma Châu đối với pháp bảo của Lưu Chi Nguyên cũng đã có chút tin tức. Giờ phút này khi cảm nhận được luồng oán khí ngập trời này, thần sắc họ đều biến đổi, biết Lưu Chi Nguyên đã gặp phải kẻ địch sinh tử rồi, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất ra bảo vật này. Còn về lão già không kiếp trung kỳ đang đấu pháp cùng ba người Viêm Loan và Hứa Đông Đức, cả lão già họ Trương đang giao chiến với Lữ Văn Nhiễm cũng biến sắc, chẳng qua thần thức bọn họ bị nơi này ngăn cản, không thể lan ra xem xét. Ánh mắt Lữ Văn Nhiễm lóe lên, thần thức tràn ra, nhưng ở chỗ giao chiến với Lưu Chi Nguyên có một tấm màng vô hình, khiến thần thức của hắn mơ hồ, không thấy rõ người chiến đấu với Lưu Chi Nguyên. Cả đám người Viêm Loan cũng đều như vậy. Trong tích tắc khi oán khí bốc lên tận trời, đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại, hắn chuẩn bị rất đầy đủ, lúc này đã thi triển một bộ phận, còn hai sát chiêu chính thức chưa dùng tới. Giờ phút này hắn không cần nghĩ ngợi, tay phải bỗng nhiên giơ lên, điểm một chỉ lên bầu trời. Trên đầu ngón tay hắn lập tức xuất hiện một cái hồ lô, trong hồ lô nọ ẩn chứa hơn 3.000 vạn đạo hồn, nếu nổ tung cũng đủ để uy hiếp không kiếp trung kỳ. Nhưng giờ phút này Vương Lâm không muốn nổ tung tất cả mà chỉ điểm một chỉ, hướng về phía hồ lô phun một ngụm máu tươi. Ngụm máu này nhanh chóng biến mất trong hồ lô, từ trong đó lập tức truyền ra tiếng gầm thét, 3.000 vạn đạo hồn bay ra một lượng lớn, xoay tròn phía sau Vương Lâm, triển lộ ra một con đường máu. Lấy máu huyết của ta triệu dẫn anh hồn của tổ tiên từ cổ chí kim phá không mà tới, hồn huyễn trở về. Giọng nói của Vương Lâm bình tĩnh nhưng lại lộ ra một lực lượng kỳ dị. Cuối con đường máu này có một dòng xoáy khổng lồ, dòng xoáy này dung hợp với sương mù bốn phía, mơ hồ lan ra vẻ âm trầm ở trong dòng xoáy. Đồng thời khi Vương Lâm cất lời, chậm rãi có một thân ảnh bước ra, mỗi một bước chân hắn hạ xuống đều khiến cho thiên địa bốn phía nổ bùng bùng. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.